lệch, do anh ngồi lệch. Khó. Em đứng lệch thì có. Anh ngồi cái giữa cái đàn còn muốn gì nữa. À, chào các bạn, trước mặt mình đây là cây CA65 của hãng Kawai. Hãng Kawai đâu? Hãng Kawai đây. CA là viết tắt của từ gì? À, focus vào chỗ này giúp anh với. Là từ Concert Artist, là dòng dành cho nghệ sĩ đó, ghê chưa? CA là viết tắt của hai cái từ đó ha. Thì cây này là cây CA65, sản xuất năm nào? Sản xuất năm 2014. Cái cây này 2014 thì họ nhớ nó ra mắt là năm 2012 đó. Thì nó sẽ sản xuất trong 2012 nè, 13 nè, 14, 15 thì nó lên một cái đời mới hơn là CA67 ha. Đây CA65 thì nó hôm nay có cái cây màu C là màu cherry, hôm khác thì nó có cây màu khác ha. Ok, cái cây này khi đóng nắp các bạn xem đẹp chưa? Rồi bây giờ mình đi xung quanh cái cây đàn đi, xung quanh cái cây đàn. Đàn này thì có 3 pedal ở bên hông, ở sau lưng của nó các bạn xem đẹp ha. Đó, nó có chữ Kawai chính giữa nè. Rồi cái tay này là nắm để mình khiêng cái đàn đó. Ok, có thể ra đây nè, xong anh xoay cái bên hông để cho mọi người thấy cái bên hông. Khiêng nó cũng cái này khiêng nặng các bạn, cái này là khiêng 73 kg được đó, so với các đàn khác là cái này là khá nặng đó. Ở bên dưới nè các bạn xem nha, ở bên dưới đây là các khe cắm, có cổng USB rồi cổng nhiều lắm, nhiều các loại cổng lắm, có ai cần gì có hết. Rồi còn cái này đây, cái nguyên cái phần này là cái thùng loa nha các bạn. Nó thùng loa này là thuộc hàng lớn đấy, cho nên cái cây này tiếng hay lắm, nhờ cái thùng loa lớn như vậy tiếng hay lắm. Cây này sản xuất năm 2014 rồi, hồi nãy có đọc rồi ha. Rồi bây giờ đàn thử cho các bạn nghe nha. Rồi thử cái tiếng bass đi, cái tiếng thấp của nó đi. Giật mình chưa? Extra long lát nữa Hoàng giải thích cái extra long này nó dài không? Nãy giờ đánh, nãy giờ chưa tắt luôn nè. Chưa tắt luôn đó, extra long mà dài ha. Đó, đánh nhẹ ha, giờ mình đánh nhẹ nè. Phím là phím gỗ. Sao cái con này rất là kỳ cục nha, đang quay phim nha. Đâu có lỗi gì đâu, cái đàn nó hay lắm, không có lỗi gì hết. Rồi nói cho các bạn biết ở bên cái phím á, bên cái phím này là nguyên một cái khúc gỗ luôn đó, họ làm bằng gỗ hết. Còn cái bàn phím thì họ dùng cái công nghệ ngà voi, tức là họ làm phủ lên cái bề mặt này một cái lớp để cho mình không có bị trượt tay. Cái dòng cao cấp mới có nha, dòng cao cấp mới có. Rồi một lát nữa Hoàng sẽ có một cái phần giải thích về cái việc này khi mà Hoàng cho các bạn coi catalog. Rồi coi đổ qua tiếng khác nha. Long lanh ha, piano điện là phải thế. Long lanh. Thank you.
khác thôi. Tiếng nào là tiếng thích thú khi mà Hoàng chơi với bản nhạc rất là thích luôn á. À, tiếng nó rung rung bảo 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 đúng không? Tiếng quấu quấu á, tiếng qua. Đó, đại loại như vậy. Ai tiếp coi tiếng gì nữa nè. Cái này thì mình đánh ít nốt thì nó ra, đánh nhiều nốt cũng không ra, bây giờ à rả nó ra. Đó, lại lại vậy nha. Rồi tiếp coi có cái gì hay nè. Tiếng organ thôi. Mình kiếm cái tiếng nào là tiếng organ nhà thờ coi. Đây, tiếng này là tiếng pipe organ, là tiếng ọc ống đó. Rồi, coi có tiếng string này nha. Thiệt ra là cuối cùng mình mua cây piano thì mình quay trở lại coi piano tiếng hay là mình quyết định mình mua luôn ha? Hay là mình quyết định mua luôn. Đây Hoàng mở cái catalog của cây CA65 cho các bạn xem. Năm đó nó ra cây 65 và cây 95. Đây là phối cảnh. Đó, cái đàn đặt trong phòng rất đẹp ha. Rồi đây, người ta có nói tới cái công nghệ long key, tức là cái phím dài ra. Và cái phím của cây này là bằng gỗ nha các bạn. Rồi, cái âm thanh của nó cũng được extra long, tức là nó kéo dài ra. Cái ví dụ mình đàn một nốt đi, thì thay vì hồi trước nó ngân dài được cỡ đó, thì bây giờ nó ngân dài thêm được 20% nữa. Rồi cái này nó cũng đọc được MP3, đuôi quay và cắm được nhiều thiết bị khác. Rồi thông số kỹ thuật của nó, thì màu sắc của nó các bạn thấy nó có 4 màu đó. Rồi cái cây CA65 á, thì 73kg, và cây 95 là tới 87kg luôn. Thường mới bán mấy cây này khiêng nặng ghê luôn á. Thì thường bạn biết rồi, cái gì nó chất lượng nó cũng phải tỷ lệ với cái độ nặng. Bên cạnh đó Hoàng có liệt kê ra cho các bạn xem về giá thành lúc mà xuất xưởng này và cái năm sản xuất. Cái này là Hoàng thống kê dựa trên tìm hiểu trên mạng của Hoàng thôi ha. Có thể là không có chính xác 100% đâu, nhưng mà chắc chính xác được đến 95% đã. Đây Hoàng để cột Yamaha và cột cả Kawai luôn để cho các bạn biết cái sản phẩm tương ứng. Rồi, cái bản Kawai này năm 2012 nó ra cây 65 và 95 là cái cây hôm nay mình review đây. Là cây 65 ha. Giá xuất xưởng của nó là phạm vi 3.500 đến 5.000. Đó, cây CA65 thì 3.500, cây CA95 cỡ 5.000. Các bạn hình dung là tiền Việt thì nó cỡ 70 đến 110 triệu. Đó. Rồi, hiện tại á là 2018 và hiện tại này nó làm thêm hai cái cấp thấp hơn nữa các bạn, mình kéo ra cho bạn xem, các bạn thấy chưa? Đó thì hồi xưa nó không có làm, nó chỉ làm 65 và 95 thôi. Rồi chút cho các bạn
thì đây là dòng CA sẽ tương đương với dòng CLP của hãng Yamaha. Đây là dòng cao cấp ha các bạn, đây là dòng cao cấp của piano điện. Thì hãng Kawai, hãng Roland, hãng Yamaha là những cái hãng hàng đầu về sản xuất đàn piano điện, là những cái hãng nổi tiếng, mà nó nổi tiếng cũng ở mức độ ngang ngửa với nhau. Có thể các bạn chưa biết cái Kawai này nhiều, bởi vì sao? Bởi vì họ không có phân phối cái này ở Việt Nam. Đó. Thị trường Việt Nam thiệt sự về piano điện thì nó còn nhỏ thôi, cho nên là nhiều năm qua thì người ta đưa cái hãng Yamaha về nè, họ đưa hãng Roland về nè, họ đưa hãng Casio về nè. Thì Kawai mình á thì chưa có ai đem, họ chỉ đem piano cơ nhưng họ không đem piano điện. Thế nên là các bạn chưa biết tới thôi. Đó. Và khi mà chưa biết mà các bạn nghe Yamaha, nghe Roland hoài riết, các bạn thấy nó cũng hay luôn thiệt đấy. Nghe cái gì riết nó cũng hay, nghe 100 giờ sẽ thấy nó hay. Cho nên là có thể các bạn ban đầu các bạn đánh qua cây này các bạn chưa thấy nó hay, bởi vì các bạn chưa quen. Thế này là các bạn cần có cái thời gian, các bạn phải công bằng nha, cần có thời gian các bạn trải nghiệm qua cây này, các bạn đánh 1 ngày 2 ngày các bạn mới thấy được cái giá trị của nó, rồi các bạn sẽ phân biệt được đâu là hãng nào, đâu là hãng nào, đâu là hãng nào, và cái hãng nào là cái hãng tôi thích. Có thể người thích Yamaha, người thích Kawai, người thích Roland, thì tùy, cái đó là thuộc về sở thích rồi. Giống như món ăn, các bạn thích ăn món nước thì tôi thích ăn bún, tôi thích ăn phở và tôi thích ăn hủ tiếu. Ba cái đó không thể nói cái nào nó hơn cái nào được các bạn. Ok, Piano Finger là nơi trải nghiệm nhạc cụ, mời các bạn đến. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Cảm ơn.